Hello mọi người, xin chào đã trở lại với kênh Xin Chào Houston. Thì lâu rồi không có quay video. Hôm nay sẵn sắp trồng mấy cái cây cải cho mọi người xem cái vườn của mình. Em ơi, dạ. Nó nứt rồi nè. Hả? Thấy chưa? Dạ. Trời ơi mọi người ơi, cái này chờ lâu lắm á. Cái này là bông điên điển đó. Bông sao đũa. Bông sao đũa, quên. Bông sao đũa. Mà tưởng nó không có ra bông cái chút nữa là chặt bỏ nó rồi đó. Còn bây giờ cái nó ra nè. Lại coi nè em. Nè mọi người thấy không? Cái bông của nó nè. Đó. Đây bông sao đũa. Mà nó ra nó trúng cái mùa, bây giờ nó lạnh mất tiêu rồi nè. Ồ. Mấy bữa rồi dồn không thấy, bữa nay cái tự động nó bung ra nè mọi người. Vậy là mai nó nở đó. Mai mốt vậy đây nó nở ra nhiều lắm. Này bông sao đũa, này bông sao đũa cái là tứ quý mà nó cao dữ vậy đó. Chờ giờ đó mà chút nữa là bỏ nó rồi. Cái nó nứt ra mấy cái nhánh này mọi người thấy không? Đó. Không biết là nó ra cái bông, cuối cùng nó cũng ra được mấy cái bông. Đó. Mà trúng cái mùa bây giờ là nó chuẩn bị lạnh rồi. Mọi người thấy không? Đang lạnh rồi. Đó. Bên đây cũng có một cây nữa nè, một mà cái cây này nó có ít hơn. Ừ. Đây là bông sao đũa. Cái này mình ngắt cái đọt cái nó nứt ra nhiều chỗ lắm nè. Mà bây giờ nó trúng cái nó vô cái mùa tuyết rồi, đây nè. Không phải là tuyết mà vô cái mùa lạnh rồi. Hôm nay mình đang ở Houston mà. Hy vọng là năm nay không có tuyết giống như năm ngoái. Năm ngoái tuyết chết hết cây cối. À, đây. Cái thân của nó này mọi người nè. Đó, cái thân của nó nè. Đây ngón cái của mình nè. Thân của nó cũng không có bự lắm, bứng cái nó lên nè. Đó. Bây giờ sẽ trồng làm đất, vợ mình đang làm đất để mà trồng mấy cây cải. Đây, cái vàng đầu rồng của mình đó mới phá đi, mới phá cái vàng đầu rồng đi, chừa lại cái rễ, cái gốc của nó nè, không thì mọi người thấy là mình cắt đây nè, mình cắt bỏ cái này để mà các bạn thấy là nó bây giờ nó nứt ra nè. Mùa đông mà nó cũng nứt ra những cái nhánh nè, thì cái này là năm tới nó sẽ nứt ra lại. Cái dây mình có bên đây một cây, rồi bên đây cũng một dây nữa, cái gốc bự vậy đó, rồi mình giữ lại. Bên đây cũng một cái nữa nè. Đó. Mình giữ cái góc này lại. Đó. Ở đây bạc hà. Bạc hà thì nó chịu lạnh được. Có cây này bây giờ không biết cái chỗ nào để mình đem cái này vào. Tầng dày lá nè. Cái này để mình kêu mình chiết nó ra mà chưa có rảnh chiết nó nữa. Đó. Nó bự vậy đó. Còn đây là kheo. Kheo này vợ mình ương. Đó. Ok. Cho mọi người xem cái cải đang làm đất, vậy mình đang làm đất để mà dâm cái cải này. Đó. Trồng đủ thứ hết, su tím nè. Cải này là cải salad. Cải salad Việt Nam. Bây giờ sẽ đem nó ra bắt đầu trồng nó xuống. Đó. Đó, vợ mình đang làm. Ok. Đang trúng trời lạnh cho nên mấy cái cây mình đem vô. Cái lá nó lạnh rồi nè, thấy không? Chắc phải đem phải làm cái chỗ bọc nó lạnh mới được. À. Mấy cây ổi này cũng có ươm từ hạt lên nè mọi người. Ổi Thái bự lắm, cái trái nó bự bằng cái chén vậy đó. À, su hào tím đây nè. Thì đây là mấy cây nhỏ. Mấy cây nhỏ nhưng mà mấy cây lớn là bên đây. Đây chồng, nó phình cái củ rồi nè. Phình cái củ rồi hả? Nó phình củ nè. Ờ. Nè, đây trên này đó nè. Phình cái nè. Em tưởng đâu là nó nằm ở dưới đất. Dưới cái đất hả? Nhưng mà không phải, nó nằm giữa, đúng rồi. Phần dưới là cái rễ. À. Cái chỗ này nó sẽ phình ra thành cái củ. Còn cái rễ là nó mọc ở dưới đất. Su hào tím. Vẫn còn mấy cây ớt mọi người thấy không? Còn đây là strawberry và mùa strawberry thì đang ươm strawberry ra. Cái cây hồng nó rụng hết luôn rồi em, không còn lá luôn á. Cái cây hồng rụng không còn một lá. Mọi người thấy không, đậu bắp của mình bây giờ nó vẫn còn ra bông nè, đậu rồng của mình nó vẫn còn ra bông nè, nhưng mà mấy trái nó không có đậu đâu. Đó. Vẫn còn ra bông quá trời luôn bên này.
Thì mọi người thấy đậu rồng của mình 5 giờ rồi mình quay cho mọi người xem đó. Trời ơi, trái vô tư rồi đó. Đó. Ăn không hết. Ồ ồ. Cái khế. Cái khế nó ra được mấy cái bông đây nè. Có trái không? Không. Rồi có trái được em. Trời lạnh mất tiêu rồi, trái trúng gì. Đó. Bây giờ bà đang làm đất. Một chút nữa trồng sẽ quay cho mọi người xem. Gió dữ quá. Mấy cái cây này mình phải đem vô chứ hả? Cái này là cái cây mít con mình, nó vứt cái hạt cái nó lên thôi để im nè. Nó sống qua được cái mùa đông đó mọi người. Trùm nó lại, nó sống qua được mùa đông đó. Để đó rồi mình trùm nó lại tiếp. Còn này là vậy, mình ươm từ hạt này, ươm 10 hạt nó mới lên đường cây đây. Xương sâm long. Xương sâm long cái này còn phải. Bưng. Còn lại có một cây lá dứa với lại trầu. Trầu ta đó, mấy cái bông tè tua hết. Bữa trước anh thấy cây đu đủ đúng không? Nó có một cái bông. Đó, mọi người thấy không, có cái bông. Nó còn cái kìa. Nó còn cái bông khác đó. Anh thấy đu đủ nhà người ta trái không à. Đủ nhà mình. Đủ nhà mình nó vậy. Vậy thôi. Ngày sáng cây bông hoa này hoa gì bên rồi em? Tử đằng. Tử đằng, cái dây tử đằng đang trèo lên. Ít bữa nó lên cho nó qua hết cho nó bông có đẹp lắm. Ok. Ok mọi người, lát quay tiếp ha. Đây mọi người. Trong lúc chờ đợi vợ mình trồng làm đất trồng cái kia cho mọi người xem cái này, đây là cái cây củ cải trắng ha. Mình trồng dọc cái đường đây. Một vàng dày như vậy. Củ cải trắng thì sau này nó lên. Cái củ cải ngay chỗ này nè mọi người. Nó màu trắng trắng. Mọi người thấy không? Trắng rồi đó. Đó. Đây là củ cải trắng. Trồng nó vậy. Ok. Bây giờ vợ mình trồng nè mọi người. Này là của cái chị kia, chị cho giống á. Năm ngoái làm sao nó rớt xuống rồi trong cái vườn rồi nó mọc lên lại năm nay. Bây giờ trồng thưa ra nha em. Thưa ra anh. Thưa ra. Tại nó ra đó. Nó lớn lên đó. Tới đây rồi em. Lớn nhiều lên. Quá trời, trồng sao hết rồi. Trồng không hết cho mình lựa cái cây nào lớn lớn mình ăn. Nhỏ cũng vậy, cắt cái bỏ cái gốc đi ăn. Mọi người thấy đó, trồng vậy cái bắt đầu tưới nước. Có. Mình ăn được. Đó. Đây là trồng xà lách. Hành. Cái này chắc anh bưng cái nải chậu này vào cái đó thôi. Rau má này mọi người. Rau má là cái mình thích lắm mà trồng nó không có, chưa có lên được nhiều nhiều lắm ha. Nhiều lắm. Này salad Việt Nam. Ngon. Ok mọi người, giờ cũng tối rồi, thôi quay vậy thôi nha mọi người, lần sau quay thêm. Ồ, cái cây đu đủ này, em nghĩ cái cây đu đủ này nó có phải là cây đu đực không? Cái cây này là cái cây đu đủ đực đó mọi người. Khi mà bứng lên nó nhỏ đó, lúc còn nhỏ đó cái rễ nó thẳng xuống á, nó là cây đu đủ đực. Nhưng mà nó đứt cái rễ rồi, bây giờ bỏ vô trồng có nó sống lại như vậy, không biết là nó biến qua cây đu đủ cái chưa. Ok rồi mọi người, cũng tối rồi, xin chào và hẹn gặp lại.